xe phổ thông và xe sang, làm xe nào khó hơn? Đó vẫn là câu hỏi vu vơ mình thỉnh thoảng nghĩ tới. Nhưng có lẽ, để biến một thứ hoàn hảo trở nên hoàn hảo hơn, tiếp tục kế thừa những giá trị cốt lõi đã tạo dựng và đảm bảo thành công về mặt doanh số trong xuyên suốt chiều dài lịch sử, có lẽ khó hơn nhiều so với việc bồi đắp thêm công nghệ trên một chiếc xe phổ thông. Và ngày hôm nay, mình có cơ hội để trải nghiệm Lexus RX thế hệ thứ 5, được coi là phiên bản tốt nhất khi được nâng cấp toàn diện nhằm mang lại trải nghiệm hạng sang đúng nghĩa. Lexus RX lần đầu tiên ra mắt toàn cầu năm 1997. Mẫu xe này gộp những đặc tính không giống bất cứ thứ gì từng tồn tại trước đây: SUV, 4 cửa và hạng sang. Tư duy cấp tiến giúp Lexus mở ra phân khúc ăn khách bậc nhất trong ngành công nghiệp ô tô, đẩy những thương hiệu tới từ châu Âu mà bạn biết vào vị thế của kẻ đi sau. Tuy nhiên, những gì người ta từng biết về RX thế hệ đầu tiên cách đây 25 năm dường như không còn tồn tại ở thế hệ mới nhất, khi chiếc xe trở thành phiên bản tốt nhất của chính nó. Mình đã có một video riêng về Lexus RX 350 phiên bản Premium. Vậy, nếu như bạn là một người thích lái và ưa công nghệ thì chắc chắn không thể bỏ qua phiên bản thể thao và cao cấp nhất Lexus RX 500h F-Sport Performance. Một lần nữa, mình muốn nhắc lại cụm từ phiên bản tốt nhất. Vậy thì điểm khác biệt ở đây là gì? Trước tiên thì đây là phiên bản duy nhất được trang bị cấu hình hybrid tại thị trường Việt Nam, và nó khác biệt ở chỗ ngoài motor điện ứng với động cơ đặt trước thì mẫu xe này còn có một động cơ điện mạnh 86 mã lực chỉ để phục vụ cho hai bánh sau kết hợp với hệ dẫn động Direct 4. Nôm na là bạn có một chiếc xe sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, nhưng thay vì một bánh xoắn được phân bổ trực tiếp bởi động cơ đặt trước, kiểu như là 30% cho bánh trái, 10% cho bánh phải, 40% cho bánh hướng phía sau, thì bây giờ mọi thứ là tức thời, là điện tử và được phân bổ bởi từng cụm, đặc biệt là motor điện ở phía cầu sau. Nên nếu như lái mẫu xe này, hãy vào chế độ Sport và thử đạp sâu chân ga. Và hơn nữa thì một chiếc xe sang thì thường là bao giờ cũng sử dụng hộp số tự động nhiều cấp, bởi càng nhiều cấp thì càng êm ái, phải không? Nhưng mà với RX 500h F-Sport Performance thì không. Mẫu xe này sử dụng hộp số tự động 6 cấp, cho mình một quãng số dài hơn, vòng tua cao hơn, và thử lại nhé. Kết hợp với hệ thống âm thanh giả lập, thế nên mọi thứ bây giờ nó đã trẻ hóa và thật sự khác biệt so với cả những mẫu Lexus RX ở thế hệ trước. Trong ngành công nghiệp ô tô, xe sang thường mang trọng trách kiến tạo những công nghệ mới. Lexus không phải ngoại lệ khi RX thế hệ thứ 5 có gói công nghệ an toàn chủ động LSS+3 cải tiến. Tuy cả hai phiên bản đều được trang bị cụm đèn chính LED thấu kính cùng khả năng tự động điều chỉnh góc chiều, bật tắt tự động, nhưng phiên bản RX 500h có hệ thống đèn chiều xa dạng ma trận AHS, có thể tự động bật tắt từng chip LED để tránh gây chói mắt xe ngược chiều mà không cần hạ pha. Còn phiên bản RX 350 Premium chỉ có đèn chiều xa tự động bật tắt tiêu chuẩn AEB. Tức có xe ngược chiều, toàn bộ đèn chiều xa sẽ hạ xuống thay vì có thể tắt từng chip LED. Nếu như đi đường trường không thôi thì bạn mới chỉ cảm nhận được khả năng tăng tốc của Lexus RX 500h F-Sport Performance. Nhưng mình nghĩ rằng phải lên tới đường đèo thì mới thể hiện được hết cái hay của mẫu xe này. Bởi cũng giống như trong trường đua, một mẫu xe chiến thắng là xe có khả năng vào cua nhanh hơn thay vì chỉnh nhỉnh hơn trên thông số kỹ thuật. Thế thì khi cầm lái mẫu xe này, mình cực kỳ tự tin, nhất là lại còn có đánh lái bánh sau, vào cua đã ngon lại còn gọn nữa. 366 mã lực, 460 Nm mô men xoắn đạt được ngay từ giải vòng tua chỉ 1.700 vòng một phút. Thế nên, bạn đạp ga tới đâu là biết tới đó, ngay kể cả khi bạn đang lên dốc như thế này. Mình và xe hòa làm một, đi rất sướng. À mà quên, hệ thống đánh lái bánh sau thì cũng chỉ có trên phiên bản 500h F-Sport Performance. Và đến đây thì một lần nữa mình cũng muốn dành lời khen cho hệ thống treo biến thiên AVS, cũng chỉ có trên phiên bản cao cấp nhất này mà thôi. Biến thiên ở đây thì có nghĩa là xe có khả năng nhận biết được mặt đường thông qua camera phía trước để điều chỉnh hệ thống treo cứng hay mềm,
Dù tất nhiên khi đi ở điều kiện thường ngày bình thường thôi thì phiên bản 500h Sport Performance sẽ có thiên hướng kiểu êm đúng kiểu Lexus. Chỉ trừ đến khi mà bạn đi ở tốc độ cao hơn như mình đang ở chế độ normal mà mình đi tốc độ nhanh thì hệ thống treo sẽ tự động ứng vững. Nên mình nghĩ rằng nếu như đi ở điều kiện thường ngày với những ai mà thích hệ thống treo nó phải hơi cứng một chút thì các bạn cũng có thể vào custom ở trong chế độ lái ở đây và điều chỉnh hệ thống treo là sport. Các bạn nghe tiếng gì không ạ? Mình sẽ thử thêm lần nữa. Đó là tiếng của hệ thống cân bằng điện tử đã hoạt động. Khi vào cua và với tốc độ lớn thì hệ thống cân bằng điện tử sẽ hoạt động liên tục. Nhưng bằng một cách nào đó thì hệ thống cân bằng điện tử trên mẫu xe này hoạt động rất trơn tru, mượt mà. Mình vẫn có thể ga và tiếp tục đánh lái. Trong khi nhiều mẫu xe bình thường khác, khi mà hệ thống cân bằng điện tử hoạt động thì nó sẽ ngắt kết nối toàn bộ. Và việc duy nhất mình làm được là chỉ có thể đánh vô lăng mà thôi. Chính vì an toàn như vậy nên nó sẽ dễ khiến cho một người lái chưa có nhiều kinh nghiệm nghĩ rằng mình là một tay lái cừ khôi. Nguy hiểm đấy, nhưng đủ để thấy Lexus RX 500h Sport Performance hay như thế nào. Lexus RX thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới ngay kể cả những con ốc xếp mâm xe. Chiều rộng tăng thêm 25mm, thấp hơn 10mm, cùng trục cơ sở tăng thêm 60mm. Tất cả giúp cho trọng lượng của khoang cabin dồn lên bánh sau nhiều hơn. Mặc dù chiều dài tổng thể giữ nguyên 4890mm, nhưng nắp capo được kéo dài hơn, cột A đẩy lùi về phía sau. Trong khi các đường gân ở cánh cửa, cánh gió phía sau, vòm bánh xe mở rộng sang hai bên, cùng bộ mâm kích thước 21 inch trên tất cả các phiên bản, tạo cảm quan về sự mạnh mẽ và thể thao hơn. Trong khi các nhà thiết kế còn ví dáng vẻ của Lexus RX thế hệ mới giống như một con thú đang trong tư thế săn mồi. Một lần nữa phải nhắc lại, khách hàng mua xe sang đang trẻ hơn khiến cho Lexus phải thay đổi. Một không gian thuần hiện đại và tối giản. Nếu như trên Lexus RX 350 Premium, chúng ta thấy chủ yếu là chất liệu da, gỗ, các tấm ốp kim loại cao cấp làm đường viền, thì trên Lexus RX 500h Sport Performance, chúng ta sẽ thấy có nhiều chất liệu bằng da lộn cùng bộ ghế ngồi thể thao ôm người hơn. Bảng táp lô vay mượn nhiều đường nét từ NX, bao gồm màn hình cảm ứng Lexus Interface 14 inch cùng giao diện mới. Nút bấm vật lý vẫn tồn tại, trong khi các nút bấm cảm ứng được bố trí hợp lý và dễ tìm. Nó chắc chắn dễ dùng hơn kiểu bàn di chuột và con trò phức tạp ở đời cũ. Ngoài ra, camera 360 độ, gương chống chói tự động đồng thời là camera. HUD 21 loa Mark Levinson là những điểm nhỉnh hơn của phiên bản cao cấp nhất so với Premium. Còn không gian ở phía đằng sau quá đủ thoải mái ngay cả với những người lớn. Cả hai thì đều cho độ ngả sâu, nhưng trên phiên bản cao cấp nhất thì chúng ta còn có thể ngả điện. Kèm theo đó là rèm che nắng. Tuy nhiên thì cả hai đều có một điểm chung, đó là điều hòa độc lập ở phía bên dưới, đi cùng với hai cổng USB-C và tính năng làm mát ghế rất thiết thực tại thị trường Việt Nam. Đây là phiên bản duy nhất được trang bị cấu hình hybrid tại thị trường Việt Nam. Cho mình một quãng số dài hơn, vòng tua cao hơn và thử lại nhé. Nguy hiểm đấy, nhưng đủ để thấy Lexus RX 500h Sport Performance hay như thế nào.
Hai ngày sống cùng bộ đôi Lexus RX 350 Premium và Lexus RX 500h F-Sport Performance phải công nhận với triết lý của hãng xe Nhật Bản. Đích đến lớn nhất của trải nghiệm hạng sang chính là đem tới sự hài lòng cao nhất cho khách hàng. Và với những trải nghiệm của mình với Lexus RX, bản thân mình cảm thấy hài lòng và chính chiếc xe cũng đã tự chứng minh tại sao đây là mẫu xe quan trọng nhất, thành công nhất trong lịch sử của Lexus với doanh số luôn chiếm tới 50%. Video tới đây mình cũng xin phép được kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.